thấy còn Ezreal tôi sắp 3 là bạn thấy không? Thì còn con Ezreal cuối cùng thôi là sẽ 3 và 3 đều không được. Bài của tôi là bài Z của Ezreal. Hay ho. Dead cũng sắp 3. Ôi ô, hai người đi vô 2 luôn này. Ôi, hơi tham vọng đó, tôi vô quá nhiều con. Ôi, được này. Z3 được này. Chỗ bị ra nhiễm luôn á. Hay là bóc bi nãy Lucian ra cũng nhiều mà. S3 thằng có thể Kenba mà không cẩn thận cái vậy. Thằng này là thằng không có gì hết. Chỉ là một em và top 2 cũng được. Còn chắc là tôi thua nhà Kenba rồi, sao mà ăn được nhà Kenba? Không thể nào ăn được nhà Kenba luôn. Thôi các bạn. Không có con Z nào nữa mà. Chịu ơi, trừ khi Lucian tôi mà không có đâu ăn được cái chịu. Nó có Kenba thì màu hàng nữa, đúng màu hàng. Để nó thỏa sức chơi game chứ. Ô anh này chứ quậy chứ Z rồi, tôi nói ba thấy nên tôi thấy bạn kia ra. À để dưới à. Rồi. Bé nó có đi. Rồi. Kia nó xếp là thua rồi. Nên tí bạn ơi.